Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những hình ảnh đẹp, việc làm tốt của các chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội. Trong khi làm nhiệm vụ phân luồng đảm bảo giao thông, tổ công tác phát hiện anh Nguyễn Hồng Thắng trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông có biểu hiện bất thường khi đang lái xe ô tô nên đã nhanh chóng trực tiếp điều khiển xe ô tô đưa lái xe vào bệnh viện 198 cấp cứu. Lúc này lái xe đã lịm đi, tình trạng khá nguy kịch. Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của các chiến sĩ công an, đến nay anh Thắng đã được người nhà chuyển về bệnh viện Đa khoa Sơn Tây nhập viện tiếp tục điều trị.